Shop đồ bơi lặn My Lan Huỳnh xin chào mọi người nha. Mẫu này mình đang quay mẫu 3 mm của Sebat, dây kéo ở phía trước. Mẫu này rất là đẹp luôn nha mọi người. Thì mẫu này thì trước đây mình có quay rồi nhưng mà nó không có đủ ánh sáng nên là nhìn nó không có rõ. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cho mọi người xem ha. Mẫu này thì là dây 3 mm và dây kéo ở phía trước. Đặc biệt của nó đó là nó có bo cao su ở cổ tay và cổ chân. Mẫu này thì đây đường chỉ may cũng rất là đẹp luôn. Đây ạ. Rồi đây. Cổ tay cổ chân này, cổ chân này. Dày 3 mm nha mọi người. Và của nhãn hiệu Sebat thì có cái nhãn logo nằm ở trên áo. Và đây 3 mm. Đây. Logo của Sebat đây ạ. Và dây kéo trước ngực thì nó có miếng dán này để mình dán lên cổ, điều chỉnh độ rộng chật của cổ luôn ha. Mẫu này thì trên cổ không có bo cao su, chỉ có bo cao su ở cổ tay của chân thôi. Có bo cao su này thì nó sẽ khi mà mình chùi cái chân qua nó hơi khó tí xíu, thì nếu như mà mình khó quá thì mình lấy cái bao cái bịch ni lông mỏng mỏng đó mọi người, mình bao vô chân hoặc vô tay thì mình khi mình chùi qua cái tay chùi qua cái cổ tay của chân này á, thì nó sẽ dễ hơn. Đây. Mẫu này nó đang giảm giá chỉ còn là 700 ngàn nha mọi người. Giá của nó là năm ngoái là 990 ngàn mà hiện tại thì giảm chỉ còn 700 ngàn thôi. Giá rất là hấp dẫn luôn. Đồ bơi thì còn mới, đồ bơi thì là mới 100% nha mọi người. Hàng rất là mới, rất là đẹp luôn. Đây là một bộ bình thường của cái sản phẩm này. Đây. Giày 3 mm ha. Đây mình quay qua mặt sau ha. Bộ này thì mình mặc để giữ ấm giữ nhiệt khi bơi lội ha, bơi lội lặn mình dành cho các huấn luyện viên hoặc là mình đi làm việc nó sẽ rất là tốt. Giá thì rất là hấp dẫn luôn á, giá 700 ngàn á là mà có được một bộ đồ rất là xịn sò đẹp chính hãng Sport luôn nha mọi người. Ở phía cổ chân của nó thì ở phía đầu gối thì nó có cái miếng chống trầy đây ạ. À, miếng chống trầy này mọi người. Mẫu này năm ngoái là giá của nó là 990 đó mọi người, chỉ nên năm nay là hãng nó giảm giá nên là còn là 700 ngàn. Mọi người đặt hàng thì liên hệ shop My Lan Huỳnh nha. Mọi người có thể là gọi số điện thoại đặt hàng qua Zalo 0935 3737 25. Rồi, để mình đây. Nó nguyên của bộ, một bộ của nó như này. Tay dài quần dài ha. Rồi, sắp xin chào nha.